bạn bè quốc tế nợ Việt Nam một lời cảm ơn, tự hào lịch sử Việt Nam. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã trải qua một quá trình dài với nhiều sự kiện mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt từ ngày 24 tháng 2 nhằm phi phát xít hóa, phi hạt nhân hóa Ukraine. Đây là xung đột vũ trang lớn nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai và có thể kéo dài thêm vài tháng nữa. Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở châu Âu đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt toàn diện nhằm vào Nga, hòng làm tê liệt nền kinh tế của Nga, nhằm đưa gấu Nga quay trở lại với thời kỳ thắt lưng buộc bụng như hồi thập niên 1980. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo, đòn trừng phạt nhằm vào Nga như con dao hai lưỡi, khiến cho nền kinh tế phương Tây cũng phải chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng. Châu Âu và cả thế giới sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng, có nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng. Theo thống kê, hiện nay có hơn 275 triệu người trên thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực. Thế nhưng, lương thực ở Việt Nam thì vẫn rất dồi dào và sẵn sàng xuất khẩu bất cứ lúc nào sang các nước trên thế giới. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Nga và Ukraine là vựa lúa mì lớn nhất thế giới, chiếm 1/3 thương mại toàn cầu về lúa mì, lúa mạch, ngô, yến mạch và nhiều sản phẩm nông nghiệp khác. Trong lĩnh vực phân bón, Nga là một trong ba nhà xuất khẩu hàng đầu dẫn đầu thế giới về buôn bán kali, phân đạm, phân lân, là nước giao dịch kim loại hàng đầu và là nhà sản xuất chính về titan, nickel, palladi, bạch kim và nhiều kim loại quý hiếm khác. Do vậy, các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây đối với Nga sẽ đe dọa an ninh kinh tế, năng lượng, lương thực và kim loại toàn cầu, phá vỡ sự cân bằng cung cầu và chuỗi cung ứng, sản xuất, gây bão giá, đảo lộn trật tự hàng hóa thế giới. Có một thực tế rằng Ukraine là một trong những nước sản xuất và xuất khẩu hàng đầu trên thế giới về ngũ cốc và các loại dầu thực vật. Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết nước này đã xuất khẩu 43 triệu tấn ngũ cốc trong niên vụ 2021-2022 tính đến ngày 23 tháng 2. Sản lượng ngũ cốc của Ukraine đã tăng 32%, qua đó đạt mức 85,7 triệu tấn trong năm 2021. Nước xuất khẩu dầu ăn hướng dương lớn nhất thế giới này đã từng tuyên bố rằng họ có thể xuất khẩu hơn 60 triệu tấn ngũ cốc, trong đó có 33 triệu tấn ngô và 23 triệu tấn lúa mì. Trong năm nay, những biện pháp tăng cường quy định về xuất khẩu hàng nông nghiệp đã được Ukraine ban hành giữa lúc nước này đang phải đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Trước đó, cùng ngày, Ukraine đã đình chỉ hoạt động xuất khẩu một số nông sản. Cụ thể, chính phủ Ukraine đã tạm dừng xuất khẩu các mặt hàng bao gồm lúa mạch đen, yến mạch, hạt kê, kiều mạch, muối, đường, thịt và vật nuôi. Nguồn cầu tại các nước châu Âu cũng đang khá lo ngại về vấn đề này. Phát biểu tại một sự kiện do Hội đồng Đại Tây Dương tổ chức, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh cuộc xung đột Nga-Ukraine đã đẩy giá lương thực, năng lượng và một số kim loại tăng cao, làm trầm trọng thêm những áp lực lạm phát và điều này có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Bà Yellen bày tỏ quan ngại về nguy cơ suy thoái tại châu Âu, nơi vốn dễ bị tổn thương nhất do sự gián đoạn về nguồn cung năng lượng từ Nga. Bà Yellen cho rằng, mặc dù Mỹ có một nền kinh tế và thị trường lao động rất mạnh mẽ, nhưng cũng phải đối mặt với áp lực về tiền lương, lạm phát lớn và có thể là áp lực gia tăng về chuỗi cung ứng do việc Trung Quốc áp dụng các biện pháp hạn chế, phong tỏa để ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch COVID-19. Ngoài ra, Bộ trưởng Yellen cũng cho biết thêm rằng bà và các quan chức khác sẽ tham dự các hội nghị mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB để thảo luận về những giải pháp khả thi nhằm hỗ trợ những người nghèo, những người dành phần lớn thu nhập của họ cho việc mua lương thực thực phẩm. Trong những ngày vừa qua, dư luận tại Mỹ đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ mất an ninh lương thực nghiêm trọng của thế giới như là một trong những hệ lụy lớn nhất của cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine. Mới đây, hãng tin Bloomberg cũng đã trích dẫn các phân tích cho rằng hoạt động buôn bán ngũ cốc toàn cầu có nguy cơ bị gián đoạn nguồn cung do cuộc xung đột tại Ukraine. Báo cáo của Bloomberg tham khảo đánh giá từ đại diện các tổ chức và chuyên gia phân tích, trong đó nêu rõ khoảng một nửa số ngô mà Ukraine dự kiến xuất khẩu trong mùa vụ này theo kế hoạch đã ngày càng trở nên khó giao hàng cho người mua. Động thái cho thấy sự bất ổn mà tình hình địa chính trị đã gây ra cho thương mại ngũ cốc toàn cầu.
Các chuyến giao hàng từ Ukraine và Nga vốn chiếm khoảng 1/4 kim ngạch thương mại ngũ cốc toàn cầu đạt giá trị khoảng 120 tỷ USD đang trở nên khó khăn hơn, làm gia tăng lo ngại về an ninh lương thực. Tình hình châu Âu có vẻ khá căng thẳng về vấn đề lương thực, thì ở châu Á lại bình yên đến bất ngờ, đặc biệt là ở Việt Nam. Lương thực không chỉ đủ dùng mà còn liên tục xuất khẩu sang khắp các nước trong khu vực, lại bay sang cả trời Âu. Giá thành phải chăng, chất lượng được nâng cao ổn định, đa dạng các loại mặt hàng được chứng nhận chất lượng và quy trình sản xuất, vấn đề lương thực của châu Âu giữa xung đột có thể được cải thiện phần nào khi nhập khẩu lương thực thực phẩm từ Việt Nam. Lúa gạo vừa là nguồn lương thực quan trọng, vừa là mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Việt Nam. Việt Nam là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Gạo Việt đã được xuất khẩu sang gần 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm 15% thị phần gạo toàn cầu và cũng bước đầu thâm nhập được các thị trường có yêu cầu chất lượng cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, EU. Thị trường xuất khẩu chính là châu Á, trong đó Trung Quốc và Philippines là hai thị trường chính của xuất khẩu gạo. Về giá gạo, trong nửa đầu năm nay cũng có xu hướng tăng và hiện đang ở mức là 420 USD trong một tấn đối với gạo 5% tấm do nhu cầu lương thực tăng và cuộc xung đột Nga-Ukraine khiến cho khách hàng chuyển sang mua gạo của các nước ở châu Á. Trung bình một năm, Việt Nam sản xuất khoảng 26 đến 28 triệu tấn gạo. Sau khi dành cho tiêu thụ trong nước, khối lượng gạo xuất khẩu khoảng 6 đến 6,5 triệu tấn gạo trong một năm. Trong đó, vùng đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa chính chiếm hơn 50% sản lượng và hơn 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Xuất khẩu gạo có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Gạo không phải là thực phẩm chính tại EU, song thị trường này vẫn có nhu cầu nhất định đối với một số sản phẩm, đặc biệt là các loại gạo dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Thị trường này cũng đặc biệt yêu thích sản phẩm gạo Made in Việt Nam. Xuất khẩu gạo sang các nước EU ghi nhận trong 4 tháng đầu năm 2022 xuất sắc đạt trên 30.000 tấn, với kim ngạch là 23 triệu USD. Riêng quý 1, xuất khẩu gạo sang châu Âu tăng gần 4 lần về lượng và 4,3 lần về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trong khối EU, Italy đã vươn lên dẫn đầu về nhập khẩu gạo của Việt Nam, với kim ngạch nhập khẩu tăng 26 lần so với cùng kỳ. Một số thị trường chủ lực khác là Đức, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, các thương hiệu gạo Việt Nam phổ biến tại Anh như Golden Lotus Premium Jasmine Rice, Longyan Supermarket, Longyan Rice, Longyan Supermarket, Buffalo Saigon, Fragrance, Fragrance Rice, Longyan Supermarket, Buffalo Brand Northern Việt Nam, Glutinous Rice, Tradewide. Đặc biệt, EU sẽ tự do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm. Cam kết này có thể giúp cho Việt Nam có thể xuất khẩu ước khoảng 100.000 tấn vào EU hàng năm. Theo các chuyên gia thương mại, do thị phần gạo của Việt Nam tại EU còn khá khiêm tốn, chỉ chiếm 3,1% trong tổng lượng gạo ngoại khối nhập khẩu vào EU, nên Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa về gia tăng xuất khẩu tại thị trường này. Đối với nhu cầu ổn định, đặc biệt là ở mức cao đối với các loại gạo đặc sản từ châu Á, trong thời gian tới, EU sẽ tiếp tục là thị trường xuất khẩu gạo cho các doanh nghiệp Việt Nam. Dưới tình hình căng thẳng của cuộc xung đột, đời sống của nhiều người dân trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề, vấn đề an ninh lương thực cũng đang ở tình trạng đáng báo động. Trước tình hình đó, các nước châu Á nói chung cũng như Việt Nam nói riêng lại trở thành điểm cung ứng về lương thực đáng chú ý cho các nước bên kia bán cầu. Tuy nhiên, vấn đề này có được giải quyết hay không vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào động thái của các nước trong xung đột hiện nay. Hãy chia sẻ ngay góp ý của bạn xuống bên dưới phần bình luận nhé! Vâng, và video ngày hôm nay của Ánh Sao Vàng đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu quý vị cảm thấy video này hay và ý nghĩa thì đừng quên nhấn nút like, chia sẻ kênh, đăng ký kênh và đừng quên bật ngay nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích nào từ Ánh Sao Vàng nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.